À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Hello everyone, welcome back. Today, we are going to move to Unit 10, Ecotourism, Lesson 7, Communication and Culture. Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với bài học của cô. Hôm nay, chúng mình tiếp tục tìm hiểu bài số 10 với chủ đề Du lịch sinh thái. Chúng mình sang phần thứ 7, Giao tiếp và văn hóa. The first part today is Everyday English. Phần đầu tiên của chúng mình ngày hôm nay đó là tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày. Exercise 1. Listen to a conversation between a woman and a tour guide. Fill in a gap with one word you hear. Then practice it with your partner. Lắng nghe cuộc trò chuyện giữa một người phụ nữ và một hướng dẫn viên du lịch. Điền vào mỗi chỗ trống bằng một từ mà bạn nghe được, sau đó thực hành nó với bạn, cùng bạn. So now, listen and fill in the blank. We have a 4 blanks here. Ở đây chúng mình có 4 chỗ trống. Mỗi chỗ trống chúng mình sẽ điền một từ mà chúng mình nghe được. Bây giờ chúng mình hãy cùng vừa nghe và vừa làm nhé. Track 78. Unit 10. Ecotourism. Page 117. Communication and Culture. Clil. Everyday English. Asking for and giving advice. Activity 1. Listen to a conversation between a woman and a tour guide. Fill in each gap with one word you hear. Then practice it with your partner. Excuse me, what do you think we should wear tomorrow? Well, it may be windy on the beach, so if I were you, I would bring some warm clothes. Thanks. And my friend is interested in diving. Should he bring his equipment? I don't think that would be a good idea, because the sea will probably be rough tomorrow. I'd recommend surfing instead. People can rent surfboards and wetsuits at the beach shop. That's a great idea. Thanks. Okay. Từ bài nghe thì chúng mình có thể bắt được những từ khóa và điền vào chỗ trống một cách dễ dàng, phải không nào? Number 1, shoot. Number 2, wear. Number 3, shoot. Number 4, recommend. Bây giờ cô sẽ giúp chúng mình dịch bài này sang tiếng Việt nhé. Xin lỗi, bạn nghĩ chúng ta nên mặc gì vào ngày mai? À, trời có thể có gió trên bãi biển. Vì vậy, nếu tôi là bạn, tôi sẽ mang theo một số quần áo ấm. Cảm ơn. Và bạn tôi thích lặn. Anh ấy có nên mang theo thiết bị lặn của mình không? Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay vì biển có thể sẽ động vào ngày mai. Thay vào đó, tôi khuyên bạn nên lướt sóng. Mọi người có thể thuê ván lướt sóng và bộ đồ lặn ở cửa hàng trên bãi biển. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Cảm ơn bạn. Bây giờ chúng mình sẽ tự thực hành đoạn hội thoại này. Theo cặp, chúng mình lưu ý intonation, ngữ điệu khi mà chúng mình lên giọng và xuống giọng ở cuối câu. Chúng mình lưu ý là chúng mình sẽ xuống giọng ở câu khẳng định và câu hỏi có từ để hỏi. Câu hỏi có từ để hỏi ví dụ như là câu này. What do you think we should wear tomorrow? Đây là câu hỏi có từ để hỏi thì chúng mình sẽ đọc xuống giọng. Chúng mình sẽ lên giọng đối với những câu mà là câu hỏi yes, no. Tức là câu hỏi không có từ để hỏi. Ví dụ như là câu này. Should he bring his equipment? Ok. Bây giờ chúng mình hãy tự thực hành với bạn của mình nhé. Let's move to exercise 2. Work in pairs. Make similar conversations, asking for and giving advice about trips. Use the expressions below to help you. Làm việc theo cặp, thực hiện
các cuộc trò chuyện tương tự để yêu cầu và đưa ra lời khuyên về các chuyến đi. Sử dụng cách diễn đạt dưới đây để giúp bạn. Đây là một số cách diễn đạt hữu ích để đưa ra lời khuyên. Hỏi xin lời khuyên và đưa ra lời khuyên. Chúng mình có asking for advice, hỏi lời khuyên, và giving advice, đưa ra lời khuyên. Để hỏi lời khuyên thì chúng mình có một số cấu trúc như sau. Can you help me with something? Bạn có thể giúp tôi với làm gì đó được không? I have a problem and I need your help, advice. Tôi có một số vấn đề và tôi cần sự giúp đỡ hoặc là lời khuyên của bạn. Should I do something? Tôi có nên làm gì đó không? What do you think I should do or bring? Bạn nghĩ tôi nên làm gì và mang theo gì đấy không? Giving advice. Đưa ra lời khuyên. You should or ought to or had better do something. Bạn nên làm gì đó. Và tốt hơn hết là nên làm gì đó. Is or it will be a good idea to do something. Đó sẽ là một ý tưởng hay để làm gì đó. If I were you, I would do something. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm gì? What about or how about doing something? Thế còn làm cái này thì sao? Why don't you do something? Tại sao bạn không làm cái gì đấy? I'd recommend doing something. Tôi đề nghị làm gì đấy? Ok, đây là một số gợi ý dành cho chúng mình, cuộc hội thoại gợi ý mà chúng mình có thể tham khảo. Excuse me, I have a problem and I need your advice. Xin lỗi, tôi có một vấn đề và tôi cần lời khuyên của bạn. What's the matter? Có chuyện gì vậy? Well, I have an eco tour to Sapa with my colleagues. What should I bring? À, tôi có một chuyến đi du lịch sinh thái đến Sapa với đồng nghiệp của tôi. Tôi nên mang theo gì? You had better bring warm clothes, as it is cold at night in Sapa. Bạn tốt hơn nên mang theo quần áo ấm vì ban đêm ở Sapa rất lạnh. Right, and we plan to go trekking in the evening. That would be cool. Đúng vậy, và chúng tôi dự định đi bộ đường dài vào buổi tối, điều đó sẽ rất là tuyệt vời. If I were you, I would check in the morning and prepare a light breakfast. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi vào buổi sáng và chuẩn bị một bữa sáng nhẹ. That's a great idea. Thanks. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Cảm ơn bạn. Đây là cách mà chúng mình có thể hỏi lời khuyên và đưa ra lời khuyên về một vấn đề gì đấy. So now, let's move to the next part, culture. Mình sẽ đến với phần tiếp theo, đó là phần văn hóa. Exercise 1. Read the text below and fill in each gap in the table below with one of the highlighted words from the text. Bài tập đầu tiên, đọc văn bản dưới đây và điền vào mỗi khoảng trống trong bảng bên dưới bằng một trong các từ được đánh dấu in đậm ở trong văn bản. Okay. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhìn những từ được in đậm ở đây. Mass tourism, ecotourism, sustainable tourism, responsible tourism. Đây là bốn từ được in đậm. Bây giờ chúng mình hãy tìm hiểu xem nghĩa của chúng là gì. Sau đấy chúng mình sẽ làm bài tập này nhé. Environmental impact of tourism. Bài đọc này đó là tác động đến môi trường của du lịch. Tác động, những tác động đến môi trường của du lịch. Although tourism is often called the smallest industry or an environmentally friendly industry, it can actually damage
nature. However, different kinds of tourism may have different effects on the environment. Mặc dù du lịch thường được gọi là ngành công nghiệp không khói hoặc một ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, nó thực sự có thể gây hại cho thiên nhiên. Tuy nhiên, các loại hình du lịch khác nhau có thể có những tác động khác nhau đến môi trường. Mass tourism is a kind of tourism which involves tens of thousands of people crowding the same places at the same time of year. It often has a lot of negative impacts on the local area, such as litter from tourists and pollution from traffic. Du lịch đại chúng là loại hình du lịch bao gồm hàng chục nghìn người tập trung ở cùng một địa điểm vào cùng một thời điểm trong năm. Nó thường có nhiều tác động tiêu cực đến khu vực địa phương, chẳng hạn như là xả rác từ khách du lịch và ô nhiễm giao thông. Ecotourism provides tourists with opportunities to explore nature and at the same time helps protect the environment and educates travelers on local environmental issues. It also promotes tourist respect for local communities. Du lịch sinh thái cung cấp cho khách du lịch cơ hội khám phá thiên nhiên, đồng thời giúp bảo vệ môi trường và giáo dục du khách về các vấn đề môi trường tại địa phương. Nó cũng thúc đẩy sự tôn trọng của khách du lịch đối với cộng đồng địa phương. Ecotourism, du lịch sinh thái. Như vậy, chúng mình đã vừa tìm hiểu về mass tourism, du lịch đại chúng, và ecotourism, du lịch sinh thái. Chúng mình cùng xem tiếp. Sustainable tourism involves not only environmental protection and cultural respect, but also efforts to keep profits local. It often refers to actions of the tourist industry as a whole. Du lịch sinh thái, du lịch bền vững, sustainable tourism, du lịch bền vững, không chỉ liên quan đến việc bảo vệ môi trường và tôn trọng văn hóa, mà còn phải nỗ lực giữ lợi nhuận cho địa phương. Nó thường đề cập đến các hành động của ngành du lịch nói chung. Responsible tourism encourages tourists to be more than visitors. Responsible tourists should not only be aware of their role, but also take part in protecting the environment, culture, and improving the profits for local people. Responsible tourism often relates to specific actions of individuals, businesses, and communities. Du lịch có trách nhiệm khuyến khích khách du lịch nhiều hơn là khách vãng lai. Khách du lịch có trách nhiệm không chỉ nhận thức được vai trò của mình mà còn phải tham gia vào việc bảo vệ môi trường, văn hóa và nâng cao lợi nhuận cho địa phương, cho người dân địa phương. Du lịch có trách nhiệm thường liên quan đến các hành động cụ thể của cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng. Như vậy, chúng mình tìm hiểu hai loại hình tiếp theo của du lịch, đó là sustainable tourism, du lịch bền vững, và responsible tourism, du lịch có trách nhiệm. Chúng mình nhìn vào bảng sau. Chúng mình có hai cột, đó là negative impact và positive impact. Tác động tiêu cực và tác động tích cực. Chúng mình hãy sắp xếp bốn từ in đậm này vào hai cột. Một là tác động tiêu cực, hai là tác động tích cực. Loại hình du lịch nào thì có tác động tiêu cực và loại hình du lịch nào thì có tác động tích cực. Chúng mình cùng xem. Tác động tiêu cực của chúng mình thì có mass tourism, du lịch đại chúng. Tác động tiêu cực có eco. Tác động đây là tác động tích cực, positive impact. Tác động tích cực thì có ecotourism, du lịch sinh thái, sustainable tourism, du lịch bền vững, và responsible tourism, du lịch có trách nhiệm. Exercise 2. Which kind of tourism does each description below fit best? Take
the appropriate column. Mỗi mô tả dưới đây phù hợp nhất với loại hình du lịch nào? Đánh dấu tích và cột thích hợp. Here we have three descriptions. Ở đây chúng mình có ba mô tả. Nó sẽ ứng với loại hình du lịch nào? Chúng mình tích vào đấy. Number one, it attracts many tourists at the same time. Nó thu hút nhiều khách du lịch cùng một lúc. Vậy thì chúng mình đọc ở mass tourism. Mass tourism là du lịch đại chúng. Du lịch đại chúng là loại hình du lịch bao gồm hàng chục nghìn người tập trung tại một địa điểm và một thời điểm trong năm. Như vậy thì number one, it attracts many tourists at the same time. Nó thu hút nhiều khách du lịch cùng một lúc, thì đó chính là mass tourism. Number two, it stresses the active role and specific actions of visitors in saving the environment. Nó nhấn mạnh vai trò tích cực và hành động cụ thể của khách du lịch trong việc cứu môi trường. Chúng mình đọc ở phần responsible tourism. Responsible tourism often relates to specific actions of individuals, businesses, and communities. Du lịch có trách nhiệm thường liên quan đến các hành động cụ thể của cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng. Vì vậy, number two, đó là responsible tourism. Du lịch có trách nhiệm. Number three, it stresses the role of the whole tourist industry. Nó nhấn mạnh vào vai trò của toàn bộ ngành du lịch, đó là sustainable tourism. Chúng mình đọc ở đoạn sustainable tourism có câu như sau. It often refers to actions of the tourist industry as a whole. Nó thường đề cập đến các hoạt động của ngành du lịch nói chung. Vậy number three, đó là sustainable tourism, du lịch bền vững. This is the end of the lesson today. Goodbye everyone. See you in the next lesson. Khóa học Việt Rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.